vì Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh đã tức giận tới mức này. Thưa quý vị, mối quan hệ giữa Đàm Vĩnh Hưng và Hoài Linh từng được báo chí khai thác khá nhiều. Hoài Linh không chỉ là người nâng đỡ cho sự nghiệp của Đàm Vĩnh Hưng mà gia đình anh còn nhận Đàm làm con nuôi. Quyền lực ngầm của Hoài Linh cũng từng được khá nhiều người đồn thổi, bàn tán. Nhưng ngoài việc dùng sức ảnh hưởng của mình để nâng đỡ đàn em, hòa giải những vụ bất hòa, chưa bao giờ người ta thấy Sáu Bảnh thẳng tay thể hiện quyền lực. Thế nhưng, vì Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Linh đã quyết định ra tay. Anh không chỉ hủy tất cả các show của một ông bầu và thắp hương thề nguyện sẽ làm hết sức mình để ông bầu đó phải trả giá, vì giữa ông bầu và Đàm Vĩnh Hưng có chút hiểu lầm. Chia sẻ trong một buổi trò chuyện, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ, năm đó khi tôi chưa nổi tiếng, tôi theo anh Linh diễn tình khắp nơi. Đêm đó, có một sự hiểu lầm với bầu show và có sự va chạm qua lại. Lính, tức là cấp dưới của người đó, có đấm vào mặt Hưng một cái. Anh Linh đã bỏ ngang tất cả các show diễn còn lại, không diễn nữa. Thậm chí, lúc đó anh Linh bạo lắm. Anh Linh còn gọi cho đàn em ở Nha Trang tính làm lớn chuyện, nhưng tôi đã can lại. Đêm đó, anh Linh thắp nhang lên bàn thờ tổ. Anh Linh nói, nhất định anh Linh sẽ làm cho người đó bắt ghế mời Đàm Vĩnh Hưng ngồi. Và anh Linh đã làm được điều đó. Mấy năm sau đó, đúng là người đó đã phải bắt ghế mời Đàm Vĩnh Hưng ngồi và chạy theo năn nỉ Đàm Vĩnh Hưng sắp giờ, cho lịch để người ta làm show. Đó chính là chuyện cảm động nhất khiến tôi nhớ mãi tình cảm của anh Linh dành cho mình. Sự tức giận của Hoài Linh rất dễ hiểu bởi anh vốn là người dìu dắt Đàm Vĩnh Hưng trong sự nghiệp. Hơn nữa, tình cảm giữa Hoài Linh và Đàm khá tốt. Chứng kiến việc đàn em thân thiết bị đối xử tệ, tất nhiên Hoài Linh không thể làm ngơ. Điều đáng nói là thay vì dùng quyền lực ngầm của mình để cạch mặt bầu show hoặc xử ép bầu show nói trên thì Hoài Linh lại dùng cách khác, văn minh và cao tay hơn rất nhiều. Anh ra sức đào tạo, dìu dắt Đàm Vĩnh Hưng khiến Đàm trở thành tên tuổi đáng mơ ước đối với tất cả bầu show. Từ sức hấp dẫn của cái tên Đàm Vĩnh Hưng, người bầu show nói trên không những không thể coi thường đàn em của Hoài Linh mà còn phải trọng vọng, nể nang hơn. Lối hành xử văn minh, tình nghĩa của Hoài Linh không chỉ khiến Đàm Vĩnh Hưng xúc động mà tất cả khán giả đều nể phục.